ta, bởi vì ta đã có cách trị. Nhưng mà có kháng khó trị. Để xe vê lô thì có rất tuyệt, đủ cả đất mẹn. Có xe vê lô có đất lớn, cánh đồng xanh ngát ngay không còn có ngang. Đồng xanh của tôi đó là nhờ xe vê lô. Hết cái loại cỏ khó trị, không sao sao cũng một giờ một loại cỏ nào sống sót được lâu. Vùng xanh lúa tôm đó là nhờ CBO, nhà nông vui sướng đó là nhờ CBO. CBO diệt cỏ nhẹ công làm nông bền vững.